tôi là linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường, giám đốc ban bác ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa. Về lại gia đình của chị Lê Thị Tình, chị Anna Lê Thị Tình, đây là tại giáo xứ Ba Làng, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thì cách đây ít tuần thì chị Tình trên đường đi làm á, thì chẳng may lại bị tai nạn, cho nên là chị đã qua đời một cách rất là đột ngột. Sự ra đi đột ngột của chị để lại một cái nỗi đau mà có thể nói là không gì có thể là bù đắp lại được. Đối với những cháu nhỏ này, chị Tình để lại năm cháu nhỏ còn rất là thơ dại. Con tên gì? Cái gì? Thảo á? Con Thảo mấy tuổi rồi Thảo? Con 11 tuổi rồi. Rồi đến em tên gì? Thứ Thanh. Thanh. Con tên Thanh con mấy tuổi? Con 10 tuổi. Rồi đến em tên gì? Mới to lên con. Thanh. Thanh mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi. Rồi đến con tên gì? Tên gì? Cái gì Thắng à? Thắng. Thắng mấy tuổi? Thắng 3 tuổi. Rồi đến em tên gì? Tiến à? Tiến. Tiến mấy tuổi? 1 tuổi rưỡi. Đó, đang còn bú sữa đó. Bây giờ sữa mẹ chả còn nữa rồi, phải bú sữa bình. Đã. Cả hai anh em đang còn rất là thơ dại, đang còn ngây thơ lắm, chả biết cái gì cả, không biết là có biết là mẹ mất hay không. Có những đứa con rất là tội nghiệp, rất là thơ dại. Như vậy mà bây giờ mẹ không còn nữa, cho nên là không biết là tương lai của các cháu thì như thế nào. Nhà thì hoàn cảnh, nhà chưa có cái nhà để mà để bàn thờ của mẹ, cho nên là ở đây là phải mượn cái hiên của nhà người thân đây để mà lập bàn thờ cho mẹ đó. Thì gia đình rất là hoàn cảnh, nên là hôm trước thì ủy ban bác ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa đã đến để thắp hương, để chia buồn và cũng đã giúp đỡ cho gia đình là 10 triệu đồng hôm trước rồi. Thì hôm nay thì các ân nhân của Caritas Thanh Hóa cũng thương hoàn cảnh của các cháu ở đây, cho nên là cũng đã giúp đỡ cho gia đình của các cháu. Thì hôm nay có anh Trần Trung Phố ở Sơn La giúp cho các cháu là 1 triệu đồng, Phêrô Nguyễn Văn Điệt 500.000 đồng, một người là 500.000 đồng, Chú Kiểm là 1 triệu đồng, Facebook Nguyễn Thơm 500.000 đồng, một người 200.000 đồng, chị Thủy ở Bảo Lộc, rồi là Bắc Vinh ở thành phố Melbourne bên nước Úc là 5 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Lý ở Hoàng Mai, Nghệ An là 500.000 đồng, nhóm bác ái Teresa Ba Làng là 400.000 đồng, chị Nhung ở Sài Gòn 2 triệu đồng, Lê Thúy 1 triệu đồng, Facebook Quang Nhiên 2 triệu đồng, anh Phạm Văn Kết ở giáo xứ Đồng Trương, tỉnh Tuyên Quang là 1 triệu đồng. Với gia đình chị Tuyến và bác Nhiệm á, chị Tuyến Nguyễn, bác Nhiệm Nguyễn á, bên California giúp đỡ cho các cháu là 500 đô la và các ân nhân khác nữa, và đây là số tiền là 27 triệu đồng. Đây bà, mời bà nhận cho cháu nhé. Bà đây là bà nội của các cháu à? Vâng. À, đây là 27 triệu của các ân nhân giúp cho các cháu nhé. Bà có đôi lời với các ân nhân. Con là người thay mặt cho gia đình con cảm ơn cha, cảm ơn chú, cảm ơn bà oan đã có lòng thương đến gia đình con. Cảm ơn các ân nhân. Các ân nhân đã giúp đỡ con. Con cũng cảm ơn mọi người. Con không biết cái gì mà cảm tạ ơn. Vâng. Con xin hết rồi. Cảm ơn cha. Chứ từ khi mà con dâu nó đi rồi có về không? Dạ con không thấy gì cả. Không thấy về. Rồi bây giờ các cháu như vậy thì bà thấy làm sao? Con thấy đau lòng. Đau lòng lắm. Vâng, con bây giờ con không sống được bao nhiêu nữa. Vâng. Mà con cháu con thì nó đang khờ dại lắm.
con sợ là sau này con không còn nữa thì nó không còn bắt ai dạy nó, bố thì lăn lộn làm ăn, người cha không cản trở, người cha nó cũng nợ nhiều, nó nợ nó vay ngân hàng thì hơn từ những thứ ba, bây giờ mà năm đứa con nữa làm ăn nhà trả lãi ngân hàng thì nó cũng khổ, người nhà cửa lại chưa có nữa, cửa chưa có, giờ cũng đang đi, bây giờ thì con cũng cảm tạ. Cha chỉ xin cha giúp đỡ con thôi. Rồi. Con không biết lấy gì phản trả cha. Rồi. Thôi thì phó thác cho Chúa nhé bà nhé. Nhất là bà cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho bà có sức khỏe. Lưng bà còng lắm rồi đây này. Thì cha còn yếu lắm cha. Chứ bà làm sao mà lưng còng vậy? Con đáng mà con chết rồi nhưng mà Chúa cho con còn. Ồ, bà cha. Con đáng tạ cha. Ừ. Cảm tạ Chúa, à. Xin cha cũng cầu nguyện cho, vâng. Cho con nhiều, ừ. Ba gia đình con nhiều, ừ. Để con có sức khỏe, con vâng. Chăm đàn cháu của con. Vâng, thôi Chúa chúc lành cho bà khỏe, được bà chăm các cháu thay cho mẹ nó nhé. Rồi con, từ khi mà mẹ đi rồi con có nhớ mẹ không? Mẹ có về với con không? Có thấy mẹ về không? Không. Mẹ đi rồi mẹ không về nữa nha. Ừ. Con nhớ mẹ không Thành? Dạ có. Ừ. Con nhớ mẹ nha. Nhớ là cầu nguyện cho mẹ nhá. Ừ. Đây này, bây giờ chị gái đây là vừa là chị mà vừa là mẹ của mấy em đây này. Sữa của em đâu rồi? Rồi, đưa cho em bút sữa. Con nhớ mẹ không? Có. Rồi mẹ có về với con không? Không thấy mẹ về. Không. Ừ. Thì con bây giờ con thay mẹ con nuôi em nhá. Ừ. Cho em bú sữa nhá. Em ngoan nhá. Ngoan để cho chị còn phải đi học nữa. Vừa làm mẹ vừa làm chị đó của các em. Thì nó nhìn năm đứa trẻ này thơ dại này thương lắm. Không biết được tương lai của các cháu như thế nào. Thôi thì mọi sự phó thác cho Chúa, dâng năm đứa trẻ này cho Chúa để rồi Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, Chúa cho các em được lớn lên trong nguồn ân sủng của Chúa. Rồi để cha cầu nguyện cho mẹ của con, cầu nguyện cho các con nhé, ngoan nhé, nhớ là mấy con cũng ngoan nhé để đi học giỏi. Rồi xin thay lời cho các cháu còn thơ dạy ở đây, xin hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân của cha Tát Sinh Hóa đã thương giúp đỡ cho gia đình của chị Anna Lê Thị Tình ở đây. Cái sự giúp đỡ của quý vị rất là ý nghĩa, đặc biệt đối với gia đình của các cháu ở đây khi mà mẹ của các cháu không còn nữa, thì sự giúp đỡ của quý vị đó là một cái nguồn động viên khích lệ rất là lớn, một cái sự trợ giúp là lớn để cho các cháu được tiếp tục sống, được lớn lên, được làm người, được trở thành những người có ích cho giáo hội cũng như cho xã hội. Thay lời cho các cháu xin hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân của cha Tát Sinh Hóa đã thương giúp đỡ cho gia đình khó khổ này. Xin Chúa chúc lành cả công một hậu cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn.